Alo, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em đã quay trở lại với lại cái buổi đi săn hũ cùng mình nha anh em nhé. Và mình là LD đây anh em. Hôm nay thì số vốn sẽ to hơn một chút anh em nhé. Hôm nay sẽ cầm 3 củ này vào để đi săn hũ con áp Kawin này nha anh em nhé. Thì với số vốn 3m á, thì sẽ có một vài sự lựa chọn cho anh em. Nếu mà chơi hũ con áp Kawin, thứ nhất là con trái cây này, thứ hai là con đoạt bảo và thứ ba là con thủy hử anh em nhé. Thì hôm rồi tôi có làm cho em một clip về đoạt bảo rồi. Hôm nay tôi sẽ chơi thủy hử tiếp nha anh em nhé. Đấy, thì em nào thấy clip của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Anh em nào muốn trải nghiệm game thì mình có để link tải game kèm theo cái link nhận code 20k ở dưới phần mô tả và bình luận anh em nhé. Đấy, và mặc định khi mà anh em tải game dưới link của mình trước đến giờ anh em sẽ nhận được code, và cái code này khi anh em đánh lên là anh em sẽ rút được bình thường anh em nhé. Và min rút con Kawin này là chỉ là 50k thôi nha anh em. Và nếu mà anh em mà có bất kể một cái vấn đề gì về tài khoản này hay là nạp rút, đấy, nếu mà anh em tải game dưới link của mình nhé, thì anh em có vấn đề gì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ hỗ trợ và cố gắng giải quyết cho anh em nha. Nên là anh em cứ yên tâm. Ok này, ui nãy giờ ngon luôn anh em ơi. Quay có 90k mà đang lời được lời được gần 4 lít rồi. Tôi sẽ tăng lên 180 anh em nhé. Vũ này thì thường nó sẽ nổ theo dây, cho nên là mình sẽ tranh thủ anh em nhé. Nếu mà nó đang nổ thì tranh thủ quay to luôn, để nếu mà về sau nó có hút thì lúc đấy là mình nghĩ là vừa anh em ạ. Ok này, 160 này. Anh em nào thấy clip của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. À, anh em mà muốn mình test thêm những con slot hay là bắt cầu nào trong cái con app Kawin này thì có thể comment lên phần bình luận anh em nhé. Mình sẽ làm cho anh em xem. À, không ổn rồi. Thôi, xuống 90 thôi. Quay 90 nổ đang ngon, tự nhiên mình tăng cược lên một phát nó bế mình đi luôn anh em ạ. 250 này, đấy 90 quay đang ngon luôn. Đúng rồi. Ôi, nếu mà 90 nó đang ngon như thế này thì cứ để 90 quay thôi anh em ạ, không phải tăng cược nữa. Hiện tại thì mình đang có hai cái kênh hiện tại đang live trên YouTube đấy anh em. Đấy, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm mình nha anh em nhé. Để link kênh thì mình có ghim sẵn ở trong cái phần tải game đấy. Em kích vào thấy mấy cái hình mặt cười ở trong cái phần tải game đấy, thì anh em kích vào đấy là nó sẽ hiện ra cái link kênh của mình luôn nhé. Anh em nhớ follow và nhấn chuông thông báo nhé, để khi nào mình like hoặc lên clip thì nó sẽ thông báo đến anh em nhé. Và cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. 130 này. Tiếp. Chắc là lại phải lên thôi anh em ạ. Nếu mà đã hút như thế này thì ta phải lên cược thôi. Nếu mà có quay 900 thì khó nổ về bờ lắm, hoặc là khó có lời luôn anh em ạ. 120 này. Lên 180, nếu mà nó nổ cho một vài tay to thì ngon. 180 này. Mấy tay đầu mẹ nó nổ ngon thế. Tưởng là vớ được vàng anh em ạ, hóa ra lại cũng là bùn thôi. Để xem là mấy tay cuối này có ăn được không nào. Căng nhỉ. Tiếp nào. Nó cứ hòa vốn với lỗ không thế này. Sai sách rồi anh em ơi, sai sách rồi. Ôi tèo luôn rồi này. Tèo luôn mất 2 triệu rồi, nhanh thế nhỉ. 180 này, chưa có tay nào lời luôn kìa. Ảo nhỉ. Ảo ta. Ok, 240 này, mãi mới được một tay có lời. Hòa vốn này. Khó ta. Thấy cái màu heo héo vậy ta. 340 này. Ngỡ là thiên đường anh em ạ, hóa ra lại cũng là địa ngục à. 280 thì cố gắng nào. Nổ vài tay to đi đấy. Mãi mới được một tay, khiếp quá. 800k ngon. Làm lấy 3-4 tay như vậy là ngon này. Liều luôn đi. 225k này, tăng lên một xíu nữa. Liều thì ăn nhiều. Thầy huấn dậy rồi, liều thì ăn nhiều mà không liều thì không có ăn. Nghe lời thầy huấn bắt xem có lời về bờ không ạ. Về bờ luôn anh em. Nó lại phải như vậy anh em ạ. Được thế nhỉ. Hút luôn cả bonus game kia. Rồi. Vừa lên 225k đớp luôn cả quả free game luôn các ông. We win. Ok, 2,5 m. Hết chạy luôn. Mày chạy bằng niềm tin luôn anh em ạ. Chạy bằng niềm tin luôn. 2,5 củ. Quả này khớ rồi. Ây cha, còn một lượt thôi. Cố lên nào.
Free Win. À, forgot đi. Không được. À, sao mít hoài ta. Anh em nào muốn mình làm thêm những clip về slot hay bắt cầu trong con app Cowin này có thể comment với phần bình luận anh em nhé. Mình sẽ làm cho anh em xem nhé. Thằng Lin đi. Ồ, thôi cũng được, 2 triệu 8 này. 2 triệu 8 bên nãy mình có thấy mang máng là mấy cái chữ Win luôn ở ngoài nữa. Rồi, 3 củ 3. Về bờ luôn anh em ạ, có lời luôn. Cũng này khá là ok nhá anh em nhé. Ok này, xem ra được bao nhiêu nào. 3 triệu 3. Ôi, lên 6 triệu 3 luôn anh em ạ. Ngon luôn rồi. Đấy, lời x2 vốn luôn rồi. Tiếp. X2 vốn luôn rồi anh em ạ. À, chắc là xuống cược đi. Xuống cược đi anh em ạ. Nếu mà nó cho ăn nữa thì tốt, mà không cho ăn được thì nếu mà xuống 6 triệu tôi sẽ nghỉ luôn anh em nhé. Đấy, có ăn rồi. Có ăn rồi mà quay nữa thì khả năng nó hút lại mất. À, một vài tay nữa xem nào. Đây này, lên từ 108 này, lên 225 luôn đi. À, xem nó có cho nhả lại một vài tay không nào. Ôi kìa. Ây cha cha. Rồi, hiểu luôn anh em ơi, hiểu luôn rồi đấy. Đây rồi. 450 này. Mà thiếu một con rồng nữa là lại free game x2 luôn anh em ạ. Ây, thôi chắc té đi anh em ơi. À, biết nãy nó xuống mất 1 triệu luôn kìa. Ôi, chắc té rồi anh em ơi. Ông cầm 3 củ vào, đớp được như này là ok rồi. Ôi, chắc là hẹn gặp anh em ở những clip lần sau nhá. Chúc anh em thật nhiều may mắn nha anh em nhá. Và đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha anh em. Em làm trải nghiệm game thì link tải game và cái link nhận code 20k thì mình có để dưới phần mô tả anh em nhé. Bye bye.